Vâng, xin kính chào anh chị em và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái hội chợ ở quận 2, trung tâm văn hóa quận 2, chuyên về đồ gỗ nội thất, rất là đẹp. Xin các bạn theo mình. Đây là tượng ông Đạt Ma Sư Tổ, tượng rất là đẹp và to. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem những cái bức tượng và những cái bộ bàn ghế nó rất là khủng. Thì mọi người hãy bấm đăng ký kênh và bấm like video giúp cho Khang Râu Sài Gòn, để Khang Râu Sài Gòn tiếp tục cống hiến những video mới cho anh chị em và các bạn xem. Hội chợ được diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 11 năm 2020. Thì mọi người hãy tranh thủ đến xem để chiêm ngưỡng những cái món đồ gỗ nó rất là đẹp ở nơi đây. Trước mắt chúng ta là một cái bộ bàn ghế mà mình đã rất là bất ngờ, rất là sửng sốt khi vào đây mình xem. Nó rất là to. Thì các bạn cũng có thể thấy đây là một cái bức tượng đục tay được làm hình con cá, đây là một loại cá rồng, một loại cá rồng. Còn đây là mình chủ yếu là mình sẽ tập trung mình quay cái bộ bàn ghế cho mọi người xem. Bàn ghế rất là to, bản thân mình rất là to con mà mình cái nhìn cái bộ bàn ghế này mình cũng rất là khủng. Ở đây mình quay giá của con cá này nó là 52 triệu nha các bạn. Giá gốc 58 triệu, giảm 10% còn 52 triệu. Chủ yếu là mình quay cái bộ bàn ghế cho anh chị em và các bạn xem, tại vì nó rất là to, rất là bự. Đây mọi người có thể xem. Cái giá của nó thì rất là khủng, chút nữa mình sẽ quay cận cảnh cái giá cho mọi người xem. Bộ bàn ghế này thì nhỏ hơn bộ bàn ghế kia. Mình sẽ lựa những cái tác phẩm rất là đặc sắc cho mọi người xem. Lưu ý là hội chợ đến ngày 29 tháng 11 là kết thúc. Vì vậy anh chị em hãy tranh thủ đi xem để chiêm ngưỡng những cái món đồ gỗ cũng tương đối là đẹp. Về cái giá tiền thì nó rất là cao và mình không đủ khả năng để mình mua. Mình sẽ quay cái giá tiền cho anh chị em xem luôn. Và mình cũng tiết lộ là giá nó rất là khủng. Và anh chị em đừng có quá bất ngờ. Đây mình đang quay một cái bộ bàn ghế rất là to. Nó được chạm khắc bằng tay và nó được đục đục rồng rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ quay từ ngoài vào trong. Mình sẽ quay cái bộ bàn ghế nhỏ ăn cơm này trước cho mọi người xem. Đây là bộ bàn ghế gồm có một cái bàn và 8 cái ghế. Chủ yếu là mình muốn quay ở trong. Cái bộ bàn ghế bàn ăn này giá 135 triệu nha mọi người. Gỗ cẩm lai 135 triệu, gỗ cẩm lai. Giá gốc là 150, người ta giảm 15 triệu còn 135 triệu. Bây giờ mình vô chủ yếu mình quay cái bộ ở trong nữa. Cái tủ này thì 37 triệu. Giá 42 giảm 10% còn 37 triệu. Hệ tượng ông Dư Lặc Ngũ Phúc. Đây mình chủ yếu mình quay cái bộ này cho mọi người xem nè, bộ này mình rất là tâm đắc. Rồng, các bạn thấy rồng không? Rồng mà chạm khắc bằng tay 100%. Rất là tinh xảo nha mọi người, cái bộ ghế này mình nghĩ là cái tiền công nó cũng mắc. Bằng hoặc là hơn tiền gỗ. Theo mình nghĩ tiền công nó phải mắc tương đương ngang ngửa với tiền gỗ. Chút nữa mình sẽ cho mọi người xem cái giá của nó, cái giá nó rất là khủng. Thì ở giữa là chúng ta thấy là có bộ tam đa, được khắc bộ tam đa Phúc Lộc Thọ, xung quanh là khắc rồng, xung quanh là khắc rồng rất là đẹp. Đây bộ này rất là bự hết nha. Đây cái giá nè, 4 tỷ 4 giảm còn 3 tỷ 960 triệu. Gỗ hương 11 món. Kinh khủng không? Giá 3 tỷ 960 triệu. Là coi như mình làm tròn là giá là 4 tỷ đi. Một cái bộ bàn ghế 4 tỷ là giá trị tương đương với hai căn hộ chung cư. Nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta không thể nào mua được. Và chúng ta có tiền mà chúng ta chưa có nhà thì chúng ta cũng phải mua nhà trước khi chúng ta mua cái bộ này. Đây là rồng, rồng nội được đục đục kinh bông, người ta gọi là đục kinh bông nhé, đục mà đục khoét ở dưới thân gỗ, đục khoét lên nó tạo những cái khoảng hở
người ta gọi là kênh bông, đục kênh bông, quá đẹp luôn. Thợ cho biết là cái này đục hoa bằng tay 100% nha chị em. Đây rất là đẹp, quá đẹp luôn. Mình xin nhắc lại là hội chợ ở trung tâm văn hóa quận 2, sau lưng cái trung tâm thương mại Estella ở đường sông Hành, khu An Phú An Khánh quận 2, anh chị em quẹo vô. Rồi rất cảm ơn anh chị em đã xem review của mình và xin cho mình một like, một đăng ký, và chúng ta hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.